We're going to continue on with what we were talking about. Chúng ta tiếp tục với lại cái phần mà chúng ta đang nói ha. John 3:16, what does it say? Trong Giăng đoạn 3 câu 16 là Chúa phán gì em nhớ không? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Vì Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian nên nổi Ngài đã ban con một của Ngài. We need to realize that he could give nothing greater than what he gave. Chúng ta cần phải nhận ra một điều thế này là Chúa Ngài không thể ban cho cái điều gì vĩ đại hơn là những điều Chúa đã ban cho rồi. Lý do vì sao Chúa lại ban cho Đức Chúa Jesus Christ? Không chỉ là vì chúng ta cần Chúa Jesus Christ mà thôi. Not just because we would perish without him. Không chỉ vì chúng ta sẽ bị hư mất nếu như không có Ngài mà thôi. All of that was involved, but the motivation behind it was love. Tất cả những điều đó đều có liên quan, nhưng mà cái điều quan trọng là một động cơ thúc giục Chúa để Ngài ban cho Đức Chúa Jesus Christ là bởi vì Ngài yêu chúng ta. He did it because he saw us in our need and he loved us. Chúa Ngài làm điều đó là bởi vì Ngài thấy chúng ta có nhu cầu và bởi vì Ngài yêu chúng ta. And he was willing to give his best to save us. Và Ngài sẵn sàng ban chúng ta điều tốt nhất mà Ngài có để nhằm mục đích cứu rỗi cuộc đời chúng ta. I want you to read John 3:16 together. Bây giờ chúng ta đọc chung với nhau Giăng đoạn 3 câu 16 nhé. Nếu ai trong anh chị em mà chưa biết ở đâu thì chúng ta sẽ xem trên màn hình. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta sẽ xem trong bản dịch hiệu đính truyền thống. Cùng đọc chung với nhau 2:1. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Now what is it that we have to do? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng mình phải làm cái gì đấy? Believe in him. Tin nơi con ấy. Did you know that nobody is going to hell for lying, stealing or even murder? Anh chị em có nhận ra được rằng là không có ai mà phải đi vào âm phủ chỉ vì cớ là họ ăn cắp hay là giết người hay là nói dối không? No, all those sins have already been paid for. Tất cả những tội lỗi đó Chúa Giêsu Ngài đã đền tội cho rồi, Ngài đã thanh toán cái giá cần phải trả để đền tội rồi. This is why Jesus went to the cross. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu phải đến và Ngài bước lên thập tự giá. So then why do people go to hell? Vậy thì lý do vì sao người ta phải chịu đi vô âm phủ và hồ lửa đấy? Because they refused to believe what Jesus did and receive him as their savior and lord. Bởi vì họ khước từ, họ không chịu tin là Chúa Giêsu là Chúa, là chủ, là cứu Chúa cuộc đời của họ. That is the reason. Đó là cái lý do duy nhất khiến người ta phải vào địa ngục và âm phủ. No matter what terrible thing anybody may have done. Cho dù những cái điều khủng khiếp, kinh khủng như thế nào mà trước đây một người có thể làm hay là phạm phải. Jesus has already paid for it. Thì Chúa Giêsu Ngài đã trả tất cả những cái giá cần phải trả trên thập tự giá, trên đồi Golgotha rồi. He's already risen victorious over sin, death, hell and the grave. Và Chúa Giêsu Ngài đã đắc thắng cách khải hoàn trên sự chết, trên âm phủ, trên tất cả ma quỷ rồi. So there is no sin too big. Nên không có tội lỗi nào là quá lớn đối với Chúa để nỗi Ngài không thể nào giải quyết được. Jesus has taken care of the sin problem for the whole world. Chúa Giêsu Ngài đã giải quyết tất cả những vấn đề tội lỗi của cả nhân loại rồi. But there is a faith issue. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là đức tin. We must believe in order to receive. Chúng ta phải tin cậy nơi Chúa để rồi chúng ta mới nhận được điều Chúa ban chúng ta. God loves you. Chúa Ngài yêu anh chị em. He loves the whole world. Đức Chúa Trời Ngài yêu cả thế gian này. Ngài không có muốn bất cứ ai bị hư mất cả. Ý muốn của Đức Chúa Trời là không muốn cho bất cứ ai bị chết mất, bị hư mất cả. Bây giờ chúng ta xem câu số 17 nhé. Vì Đức Chúa Trời không sai con Ngài đến thế gian. Xin lỗi, vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. So why did he give us his son? Vậy thì lý do vì sao Đức Chúa Trời đã ban chính con Ngài chúng ta đấy? Because he loved us. Vì cớ Ngài yêu chúng ta. It would not be love to then condemn us. Nên rõ ràng là nếu như mà Chúa Ngài nhằm mục đích định tội chúng ta, nhằm mục đích lên án chúng ta thì rõ ràng không phải là vì cớ tình yêu thương rồi. If he wanted us condemned, all he would have had to have done is nothing. Nếu như mà Chúa Ngài mong muốn chúng ta bị định tội, Chúa Ngài mong muốn chúng ta bị kết án á, thì tất cả gì Chúa cần làm đó là gì? Chúa chẳng cần làm gì cả. We were already condemned. Chúng ta tự thân mình đã bị định tội, đã bị kết án rồi. He wants us out of the condemnation, out of the shame. Nhưng mà Chúa Ngài muốn giải cứu chúng ta ra khỏi sự định tội, giải cứu chúng ta ra khỏi sự nhục nhã hay là tủi nhục.
Condemnation is guilt and deserving of judgment and punishment. Và một cái sự định tội, sự kết án như vậy, đó là một cái người bị kết án phạm tội, nó đi kèm theo cái hình phạt người đó phải trả. We have been delivered from the punishment of hell. Nhưng mà Chúa và chúng đã giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự khổ hình của địa ngục rồi. Been delivered from being eternally lost. Và khi mà một cái người mà bị khổ hình ở trong địa ngục, có nghĩa là người đó bị hư mất đời đời đó. We've been delivered from the guilt and shame of sin. Chúng ta ở trong cái sự mang lấy cái tội lỗi và cái mặc cảm của tội lỗi. So we don't have to walk around embarrassed and shamed over our failures and mistakes. Say again, please. We don't have to walk around embarrassed. Nên Chúa không muốn chúng ta cứ đi hết chỗ này chỗ khác mà cứ phải đối diện với sự hổ thẹn và bản thân của mình. Either the blood of Jesus has cleansed us or it hasn't. Và rồi chính dòng huyết Chúa Jesus Christ đã đổ ra để thanh toán, giải quyết tất cả những cái sự xấu hổ đó, sự tủi nhục đó của chúng ta rồi. And if we're clean, then we're clean. Và những cái gì mà cần được thanh tẩy, Chúa đã thanh tẩy chúng ta. Every one of us has missed it, has sinned and fallen short. Nhớ là tất cả chúng ta đều đã bị hư mất, tất cả chúng ta đều hụt mất sự vinh hiển của Chúa rồi. Every one of us has said things and done things we do not want revealed in a public setting. Tất cả chúng ta đã từng phạm những cái điều hoặc là nói những cái điều mà chúng ta không có muốn bị công khai phơi bày ra để tất cả mọi người thấy. We've all made mistakes and sinned. Tất cả chúng ta đều lúc này lúc khác đã phạm những cái sai lầm, phạm những cái lỗi lầm hết rồi. But you cannot shame me and make me feel guilty about my past or some mistake that I've made. Nhưng mà anh chị cũng không có thể nào mà dùng những cái sai trật hay là những cái lầm lỗi của tôi đã phạm trong quá khứ để khiến tôi cảm thấy bị xấu hổ, bị nhục nhã được đâu. You might find out some things about my past. Có thể anh chị em khám phá là biết những cái điều mà xấu xa mà tôi đã từng làm trong quá khứ. You might find out some things by googling me. Có thể anh chị em lên Google, anh chị em Google tên của tôi ra để anh chị em tìm ra xem cái ông này trước đây đã làm cái gì, anh chị em gọi là bới móc chuyện đời tư của tôi ra. But probably you'd find out from my own mouth telling you. Nhưng mà cuối cùng anh chị cũng phát hiện ra thôi, bởi vì anh em tìm không ra thì tôi cũng sẽ nói cho anh chị em biết. Yeah, pastor, we heard about you. Có thể là anh chị em nói, ồ, mục sư, tôi biết rồi, tôi nghe vô mục sư, nghe đồ mục sư rồi. We know what you were like when you were a teenager in the 70s. Tôi biết mục sư ra sao lúc mà hồi đó mục sư còn tuổi thiếu niên, là mục sư 17 tuổi, là thấy cái tiểu sử không có sáng lạng lắm đó nha. Yeah, I was a hippie. Trước đây tôi theo cái phong trào hippie. I have pictures of me with hair down to my back. Những người trong phong trào hippie là sao? Những cái người giống như anh chị em hình dung lắm. Con trai để tóc dài ra nè, giống như là bụi đời đó, cho dễ hiểu bụi đời đó. Là nghe nhạc rock and roll nè, rồi chơi ma túy nè, rồi đó, rồi có nghĩa là tình dục bừa bãi đó. Trước đây là thời đó tôi là như vậy đó. I'm not proud of any of it. Tất nhiên tôi chẳng có gì phải hãnh diện về chuyện đó cả. But you can't make me feel guilty or ashamed about it. Nhưng mà anh chị em hiện tại, tại bây giờ anh chị cũng không thể dùng cái điều đó để khiến tôi cảm thấy mặc cảm về tội lỗi, cảm thấy xấu hổ về cái quá khứ của tôi. Because since then I've been born again. Bởi vì tính tới lúc này là tôi đã được tái sanh rồi. Things have passed away and I'm a new creature in Christ. Và Kinh Thánh nói rằng là mọi sự cũ đều đã qua đi và bây giờ mình là tạo vật mới trong Đấng Christ rồi. Since my new birth, if I confess my sin, he's faithful and just to forgive me my sins and cleanse me of all unrighteousness. Và kể khi tôi được tái sanh như vậy, tôi cũng đã xưng nhận tất cả tội lỗi của tôi với Chúa, và rồi Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời Đấng thành tín, Ngài là Đấng công chính, Ngài tha thứ mọi tội lỗi của tôi và làm tẩy sạch tôi khỏi mọi sự gian ác, khỏi tất cả mọi bất chính. And if I'm forgiven, then I'm forgiven. Một khi Chúa đã tha thứ rồi thì đó nghĩa là tôi đã được tha thứ. If I've been cleansed, then I'm clean. Một khi Chúa đã thanh tẩy tôi thì tôi được tẩy sạch rồi. And it's also written that my sins and my iniquities he remembers no more. Và Kinh Thánh nói Chúa không còn ghi nhớ tội lỗi và sự gian ác của tôi nữa mà. He sees us all clean before the presence of God. Trước sự hiện diện của Chúa, Ngài nhìn thấy chúng ta là những người trong sạch, tinh sạch trước mặt Ngài. He doesn't even remember what I did or said. Thậm chí Kinh Thánh nói rằng Ngài không còn ghi nhớ đến những cái tội lỗi mà tôi còn đã từng phạm trước đây nữa.
See, if I can stand before the presence of God without being ashamed. Nên nếu như mà tôi có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà tôi không có một cái mặc cảm gì hay là một cái sự xấu hổ nào về bản thân của mình. Then I should be able to stand in front of you without being ashamed. Thì rõ ràng tôi cũng không cần phải đứng trước bà anh chị em và xấu hổ về bất cứ điều gì cả, nên tôi cũng không cần phải xấu hổ khi đứng trước bà anh chị em. Not because I'm so special. Không phải vì tôi quá đặc biệt. No, it's because of the blood of Jesus. Nhưng mà bởi vì có dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. It's washed me and cleansed me. Ngài đã mua chuộc tôi và Ngài thánh tẩy cuộc đời của tôi. Made me accepted in his sight. Ngài khiến tôi được chấp nhận trước mặt Ngài. It's made me the righteousness of God in Christ Jesus. Ngài khiến tôi được trở nên sự công chính của Chúa trong Đấng Christ Jesus. My record has been wiped clean. Tất cả những cái dấu vết trước đây của tôi là Chúa Ngài đã xóa sạch tất cả rồi. So none of us should look back and feel guilty and bad about what we did or said. Nên không ai chúng ta nên nhìn lại cho quá khứ của mình mà mình cảm thấy mặc cảm tội lỗi, cảm thấy tồi tệ về bản thân của mình về những cái điều mà Chúa đã tha thứ cho mình rồi. And God did this for us because he did not want us to continue our lives embarrassed and full of shame. Chúa đã làm những điều đó cho chúng ta là bởi vì Chúa không muốn cứ tiếp tục sống mãi cuộc đời của mình mà cứ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy nhục nhã về bản thân của mình liên quan đến quá khứ của mình. He did not want us fearful of future judgment and punishment. Chúa cũng không muốn chúng ta sống nỗi sợ hãi về tương lai. Chúng ta sẽ đứng trước ngai của Chúa và Chúa sẽ đoán phạt, Chúa sẽ trừng phạt chúng ta. Anybody in here have children or even grandchildren? Ở đây có ai có con và có cháu không? Xin giơ tay lên. Con hay và cháu. We now have our first granddaughter. Bây giờ chúng tôi vợ chồng tôi có đứa cháu gái đầu tiên rồi. I could show you pictures. Về sau này tôi sẽ cho anh chị em xem hình đứa cháu gái đầu tiên của tôi. She's chúng so tôi. Cute. Đẹp lắm, dễ thương lắm. You don't want your children or grandchildren going through life feeling ashamed of themselves. Và rõ ràng anh chị em không có muốn con của anh chị em hay là cháu của anh chị em mà sống trong suốt cuộc đời mà có lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã, cảm thấy xấu hổ về bản thân của mình. You don't want them full of fear concerning the future. Anh chị em cũng không muốn là con cháu của mình đầy dẫy nỗi sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Well, you don't love your kids more than the father loves you. Anh chị tự hỏi là liệu anh chị em yêu con của anh chị em nhiều hơn là Đức Chúa Trời là Cha chúng ta yêu thương chúng ta hay sao? It's because he loved us so much that he sent Jesus. Nhớ rằng là Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta quá nhiều, đó lý do vì sao Ngài đã sai chính con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến cho chúng ta. And Jesus took upon himself all of our guilt, all of our shame, and he cleared us. Và Chúa Jesus Christ đã mang lấy thay chúng ta tất cả những cái mặc cảm tội lỗi, tất cả những cái xấu hổ. Ngài đã chuộc chúng ta ra khỏi tất cả những điều đó. And there is no condemnation on those who are in Christ Jesus. Và Kinh Thánh nói cho nên hiện nay không còn có sự định tội nào cho bất cứ ai ở trong Đức Chúa Jesus Christ nữa. Now let's look in 1 John chapter 4. Bây giờ chúng ta cùng xem ở trong Thư Tín Dân Nhất chương số 4. I want us to read verse 16 again. Tôi muốn đọc cùng với anh chị em trong câu số 16 một lần nữa. And we have known and believed the love that God has for us. God is love and he abides, and he who abides in love abides in God and God in him. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. And we have known and believed what? Và chúng ta nhận biết và tin vào cái gì? The love that God has for us. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. We have known it and we believe it. Chúng ta đã nhận biết điều này và chúng ta tin tưởng vào điều này. See, you can hear something, but that doesn't mean that you've believed it and received it. Thế anh chị em nghe cái điều gì đó, nhưng mà điều đó không có đồng nghĩa với việc là anh chị em thật sự nhận biết hay là anh chị em tin tưởng vào điều đó đâu. You can hear something today and sit there and nod your head and think about it. Có thể anh chị em nghe những cái gì mà tôi chia sẻ cho em ngày hôm nay, nghe xong rồi anh chị em gật gù, rồi anh chị em ra vẻ cũng hiểu đó. You can go like this, but that doesn't mean you've received it. Mình cứ gật gù như vậy không có nghĩa là mình đã tin mà mình đã nhận đâu, cứ gật gù vậy thôi. Nothing from God will happen in your life until you believe it, receive it and act on it. Và không có điều gì xảy ra trên đời sống chúng ta cho đến khi chúng ta tin tưởng, chúng ta nhận lãnh và chúng ta hành động theo lời của Đức Chúa Trời và chúng ta thấy lời Chúa phát huy tác dụng trên đời sống chúng ta. Those who do that get the miracle. Những cái người nào mà chịu làm như vậy mới thấy được phép lạ trên đời sống của mình. Not just people sitting in a meeting and reading scripture. Chứ không chỉ là những người ngồi trong buổi nhóm mà đọc những câu kinh thánh đó rồi cứ gật gù đó. You can see and hear and get no benefit from. Có thể anh chị em có thể ngồi đó, anh chị có thể nghe cho đã đời nhưng mà cuối cùng không được ích lợi gì cả. You must believe it, receive it and act on it. Mình phải tin tưởng điều đó, mình phải nhận lãnh điều đó và mình phải hành động theo lời của Đức Chúa Trời. James says faith without works is dead. Sứ đồ Gia Cơ nói như thế này, đức tin mà không có nên hành động là đức tin chết.
Faith without corresponding actions is dead. Đức tin mà không có những cái hành động tương xứng kèm theo là đức tin chết. Even saying you believe but then not acting it on it will give you the same result as not believing. Thành ra nếu như anh chị em mà mở miệng ra anh chị em nói anh chị em tin nhưng mà anh chị em không có chịu hành động theo lời của Chúa thì nó cũng giống như là anh chị em không tin gì cả. Now let's read 1 John chapter 4, 16 through 18. Bây giờ chúng ta cùng xem với nhau trong Giăng Nhất chương số 16 câu số Giăng Nhất chương số 4 câu 16 trở đi. Until verse 16 through 18. Tới câu 18. Chúng ta cùng xem với nhau, chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta, để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Có thể anh chị em ngồi đó thắc mắc không biết sao ông này cứ cho đọc đi đọc lại có một hai câu kinh thánh đọc hoài nãy giờ. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Bởi vì đức tin đến với sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Verse 18 says there is no fear in love but perfect love casts out fear. Câu số 16 nói rằng là không có sự sợ hãi trong tình yêu thương nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Now perfect here means fully developed. Và tình yêu trọn vẹn ra đây nghĩa là hoàn toàn phát triển, chín chắn, đầy đủ. So fully developed love casts out fear. Nên tình yêu thương đã được phát triển một cách đầy đủ, hoàn chỉnh đó, thì xua tan mọi nỗi sợ hãi. Now we're ready for verse 19. Bây giờ chúng ta xem câu số 19 nha. We love him because he first loved us. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu chúng ta trước. See, the Lord knew you before your parents were even born. Chúa về phần Ngài biết rõ chúng ta trước khi mà chúng ta mang thai, được mang thai trong lòng mẹ chúng ta và được sinh ra. That's hard to understand. Đây cũng là điều khó để hiểu đúng không nào? Khó hiểu lắm. But before the beginning, he knew you. Kinh Thánh nói rằng là từ trước buổi sáng thế Ngài đã biết rõ chúng ta rồi. Before the beginning, he already had a plan for your life. Trước buổi sáng thế, Ngài đã có kế hoạch định sẵn cho đời sống chúng ta rồi. He knows the end from the beginning, and he knew whether you would believe him or not. Chúa Ngài thấy sự cuối cùng từ thuở ban đầu và Ngài biết rõ rằng là anh chị em ngày kia có tin cậy nơi Chúa hay là không. Now some choose not to believe in him. Có những người quyết định rằng mình không tin nơi Chúa. They don't believe that God even exists. Thậm chí họ không tin rằng có Đức Chúa Trời tồn tại nữa cơ mà. Some people do not believe that Jesus is the Savior. Có những người họ quyết định rằng họ không tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế cuộc đời của họ. But you do. Nhưng mà anh chị em là người tin. And that makes all the difference. Và đó là sự khác biệt trên đời sống anh chị em. Now, a while back I was reflecting about how much good Bible teaching my wife and I have been privileged to hear. Và quay trở lại trước đây thì tôi và tôi rất là lấy làm vinh dự vì như chúng tôi được dạy những cái sự dạy dỗ lời Đức Chúa Trời rất là tốt trước đây. How many really good meetings we've been able to attend? Chúng tôi cũng đã tham dự rất là nhiều cái buổi nhóm và rất là ích lợi trên đời sống chúng tôi đó những cái buổi nhóm học lời Chúa đó. How much teaching we had while we were students at Rhema Bible, Rhema Bible Training College. Lúc đó chúng tôi tham dự chúng trường Kinh Thánh Rhema đó và chúng tôi đã nhận được rất là nhiều cái ích lợi từ sự dạy dỗ qua rất là nhiều tiết học ở tại trường Kinh Thánh đó. Thousands of sermons on faith and healing and being redeemed from the curse of the law. Chúng tôi nghe cái hàng ngàn cái bài giảng về việc đức tin là về vì ngày giờ giải cứu chuộc là sự cứu chuộc là giải cứu chúng ta ra khỏi sự rủa xả của luật pháp như thế nào nè. Messages on who we are in Christ and the authority that's given us in the name of Jesus. Và những cái sứ điệp liên quan đến chúng ta là ai trong Đấng Christ và thẩm quyền chúng ta có được ở trong Đức Chúa Jesus Christ là thế nào nữa. Teachings on how to be led by the Spirit of God and then the gifts of the Spirit. Và rồi có những sự dạy dỗ về làm cách nào để bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nè, rồi những sự dạy dỗ về các ân tứ Đức Thánh Linh nè. The list of all the good teaching goes on and on. Thì cái danh sách về những sự giảng dạy tốt lành mà chúng tôi đã nhận được kéo dài. But yet there's people living on earth today who have never heard even the name of Jesus. Nhưng mà có những người ngày nay họ sống trên đất này thậm chí họ chưa từng nghe đến danh của một ai đó tên là Giêsu nữa mà.
Others who are born again but they've never heard one good teaching on faith. Có những người thậm chí được tái sanh luôn rồi nhưng mà họ vẫn chưa có nhận được một cái bài giảng nào thật là nó tốt về đức tin để cho họ có thể áp dụng cho đời sống của mình. I get a little sad when I'm thinking about this because I know how much the word of God has changed my life. Tôi khi tôi nghĩ về điều đó tôi thấy làm buồn là bởi vì tôi thấy được cái ích lợi của lời Chúa thay đổi đời sống chúng tôi như thế nào. And then for others to not have heard one good Bible teaching. Còn trong khi đó có những người khác thì chưa từng nghe một cái sự giảng dạy tốt nào về lời của Chúa cả. And then I got to thinking, well, who are we that we were able to hear all this? Nên chúng tôi bắt đầu suy nghĩ rằng là vậy chúng tôi là ai mà rồi chúng tôi được có vinh dự để được nghe những cái sự giảng dạy tốt lành như vậy? Who are we to be affected by all this good teaching when other people have not even heard? Chúng tôi là ai mà rồi chúng tôi nhận được tác động rất là mạnh mẽ từ những cái sự giảng dạy rất là tốt lành trong khi đó có những người họ chưa từng nghe một bài giảng nào tốt lời của Chúa cả. I know it's God's grace and favor, but why us? Tôi biết rõ Chúa Ngài có ân điển, Ngài có ân huệ của Ngài cho chúng tôi, nhưng mà lý do vì sao lại là cho chúng tôi? And the only answer I could come up with is this. Và cái câu trả lời duy nhất mà tôi có thể có được cho câu hỏi nào đó đó chính là God knew we would place value on it and do something with it. Chúa Ngài biết rõ là chúng tôi sẽ trân quý cái sự dạy dỗ đó và chúng tôi sẽ làm một điều gì đó để đáp ứng lại với sự dạy dỗ đó. I remember after Liz and I completely dedicated our lives to the Lord. Tôi nhớ lại rằng khi mà vợ tôi và tôi chúng tôi hoàn toàn cống hiến, dâng hiến đời sống chúng tôi cho Chúa. He made sure that we met Dr. Jim Caseman and heard him teaching on faith. Và Chúa Ngài đảm bảo rằng để chúng tôi cần phải gặp tiến sĩ Jim Caseman và rồi nghe sự giảng dạy của ông liên quan đến sứ điệp và đức tin. And when he was teaching on faith, he mentioned the man that taught him. Và rồi khi mà ông giảng dạy trong sứ điệp đức tin đó thì ông có đề cập đến tên của một cái vị thầy đã dạy ông. He told us about Kenneth E. Hagin and how that he had published his teaching in books. Và ông đề cập đến tên của Kenneth E. Hagin và nói về việc Kenneth E. Hagin đã xuất bản và in ấn ra những cái sách vở rồi sự dạy dỗ khác nhau. So we went and bought some of his books. Và nên chúng tôi bắt đầu đi ra và chúng tôi mua một số sách vở của Kenneth E. Hagin. And I remember the first one I read because it really impacted me. Và tôi nhớ rõ cái cuốn đầu tiên mà tôi đọc và thật ra cái cuốn này ảnh hưởng đến đời sống của tôi rất là nhiều. It was how you can be led by the Spirit of God. Cuốn này có tựa đề là phương cách để được Đức Thánh Linh dẫn dắt. And this was right when God was leading us and telling us to do things. Và rồi nó viết ra để cho biết được rằng là cách mà Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình như thế nào và Chúa dạy dỗ hướng dẫn mình ra làm sao. He called us to be missionaries and he was telling us where we were going. Và Chúa cho chúng tôi biết rằng là chúng tôi được kêu gọi để làm giáo sĩ và Chúa cho tôi biết rằng phải đi làm giáo sĩ ở đâu luôn. So I started reading that book and I couldn't put it down. I had to read it all. Và tôi khi tôi cầm cuốn sách lên tôi đọc rồi thì tôi không thể nào buông cuốn sách xuống được và tôi quyết định là phải đọc cho nó hết toàn bộ cuốn sách. And then we read the Believer's Authority. Rồi sau đó chúng tôi đọc một cuốn sách khác đó là Uy quyền của Cơ Đốc nhân hay là Uy quyền của người tin Chúa. But see, then I remember trying to share what we were learning with others. Say again, please. I remember trying to share what we were learning with others and they wouldn't even take the time to read the books. Và tôi nhớ rằng là khi mà tôi dành thời gian để chia sẻ những gì chúng tôi học được với lại những tín hữu khác thì những cái người đó lại không có chịu dành thời gian để đọc cuốn sách đó nữa. I remember reading about how we've been redeemed from the curse of the law. Tôi nhớ rằng là khi tôi đọc cái cuốn sách liên quan đến làm thế nào để mình được chuộc ra khỏi sự rủa xả của luật pháp. We found out that God really meant what he said in Galatians 3:13. Tôi nhận ra phát hiện ra được rằng là ô Chúa thật sự Ngài phán rõ ràng lời của Chúa đó ở trong Galati chương 3 câu số 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Đấng Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa xả của luật pháp bởi Ngài đã trở nên sự rủa xả thế cho chúng ta. And then we found out from Deuteronomy chapter 28 that every sickness and disease and poverty and every other bad thing is part of the curse. Và chúng ta cũng đọc được ở trong phục truyền lời ký chương số 28 nói về sự nghèo thiếu là bệnh tật tất cả những điều tồi tệ khác như là một cái phần liên quan đến sự rủa xả của luật pháp. Jesus took it and we've been redeemed from it. We don't have to have those bad things. Và những cái điều đó Chúa Giêsu đã gánh thay chúng ta rồi, chúng ta được Chúa Ngài chuộc chúng ta ra khỏi những điều đó rồi, nên chúng ta không còn cần phải mang lấy những điều thuộc về sự rủa xả của luật pháp nữa. We've never heard anything like that before. Nhưng mà trước đó chúng ta chưa bao giờ nghe bất cứ sự giảng dạy nào giống như vậy cả. Still affected by it today. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn còn chịu tác động, chịu ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái sự giảng dạy của lời đức tin như vậy.
But we tried to get some of our friends and even our family to read it. Nhưng mà rồi sau đó chúng tôi cố gắng để rồi chia sẻ cho một số người bạn hoặc là một số thành viên trong gia đình chúng tôi để họ cũng biết được điều này và họ để đọc được những cái điều mà chúng tôi đã đọc. And I would check back with them after a few days. Oh, haven't had time to read it. Sau đó tôi kiểm tra lại sau một vài ngày tôi hỏi thăm lại thì họ nói rằng tôi hơi bận lắm, tôi không có thời gian tôi đọc gì hết, dạo này bận rộn lắm. So I let a week go by. Nên tôi để khoảng một tuần lễ sáu. And then what did you think of it? Tôi hỏi họ là bây giờ anh đọc chưa, nghĩ gì về cái cuốn sách đó? Still haven't read it. Chưa đọc nữa, bận quá. You need to read it. Nên tôi nói là wow, đọc đi hay lắm đó. So another week I'd ask them again. Sau đó một hai tuần tôi bắt đầu hỏi thăm họ một lần nữa. Some of it. Tôi cũng có đọc chút. Don't know about that. It's kind of different. Tôi cũng không biết ông này ông nói cái gì trong cuốn sách đó nữa, thấy nó lạ hay sao đó. Tôi đọc nhưng mà tôi không hiểu, đọc viết gì kỳ, không hiểu gì hết á. And then the Lord reminded me that they had read the same thing that I had read. Rồi đó, sau đó Chúa nhắc nhở tôi rằng là mấy người đó thật ra họ đọc cùng một điều giống như tôi đọc vậy thôi. And to them it was no big deal. Nhưng mà đối với họ chuyện đó là chuyện không có gì quan trọng cả. And they didn't want to spend any more time on it. Và họ cũng không muốn dành thêm thời gian để đọc thêm những cái gì được viết trong sách đó. At the same time, the teaching in those books became the foundation for our lives and ministry. Nhưng mà cũng cùng một lúc đó thì những cái gì được viết trong những sách đó nó trở thành cái nền móng nền tảng cho đời sống như chức vụ hầu việc Chúa của tôi. And that same teaching has blessed our lives for over 40 years. Và cùng cuốn sự dạy dỗ đó là chúc phước cho chúng tôi trong đời sống chúng tôi trong suốt hơn 40 năm qua. It's not because He loved us more. Không phải là bởi vì Chúa yêu chúng tôi nhiều hơn những người đó. It's not because we were smarter than they. Không phải vì chúng tôi thông minh gì hơn mấy người đó. We just valued what He revealed to us. Chúng tôi chỉ là trân quý, là trân trọng những cái gì mà Chúa đã bày tỏ chúng tôi mà thôi. Now listen closely to what I'm about to say. Nhưng mà anh chị cần phải chú ý lắng nghe thật là kỹ những gì tôi sắp sửa nói với anh chị em. We believe the love. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu thương. If God said He loved us so much that He redeemed us from the curse. Nếu Chúa phán chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta rất là nhiều và Ngài đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa sả của luật pháp rồi. Then we said, Hallelujah, I believe it. Thì chúng ta còn nói Hallelujah, con tin điều đó. But so many people say, well, I don't know about that. Nhưng có người nói, tôi cũng không biết chắc chuyện này có thiệt không. Because you just never know what God might do. Bởi vì mình cũng không thể biết được đâu Chúa muốn làm gì, sao mình biết hết được. He might help you or He might hurt you. Nhiều khi Chúa giúp mình mà nhiều khi Chúa cũng làm cho mình đau đớn. Chúa thích làm gì Chúa làm đó à? Chúa là Chúa mà. He might heal you or He might make you sick. Có lúc mà Chúa thích thì Chúa chữa mình, có lúc Chúa không thích thì Chúa làm cho mình bệnh vậy thôi. He might meet your needs or He might blow your house down with a storm. Có lúc thì Chúa đáp ứng nhu cầu cho mình, còn nếu Chúa không thích thì Chúa cho một trận gió bão qua là sập nhà thôi. You just never know what He might do. Mình không biết được đâu, Chúa thích làm gì là Chúa làm thôi. So do those people really believe that God loves them? Vậy thì những người như vậy họ có thật sự tin tưởng rằng Chúa yêu họ không? Well, they're not sure. Không chắc đúng không nào? They believe that God is real. Họ tin là có Chúa đó, có Chúa tồn tại đó. He might do something bad to them. Nhưng mà họ sợ lắm, họ đến gần Chúa họ cũng sợ đó, lỡ Chúa hứng là Chúa làm cái gì đó, họ không ngờ sao. Thành ra nhiều khi tôi bắt đầu tôi nói với Chúa, Chúa ơi sao Chúa con quá được phước như vậy, quá vinh dự như vậy, khi Chúa con nhận lãnh dạy dỗ mà đầy chân lý của Chúa, rất ích lợi. So much of the truth of your word. Why? Có rất là nhiều chân lý trong lời Chúa mà Chúa con nhận được qua sự dạy dỗ mà chúng con là lắng nghe. Tại sao vậy Chúa? Because He knew we would value it. Bởi vì Chúa biết rõ rằng là chúng tôi sẽ quý trọng, sẽ trân quý những điều đó. He knew we would do something with it. Chúa biết rõ là chúng tôi sẽ áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của mình. Now God has given every born again believer some knowledge of His word. Hãy nhớ là tất cả những tín hữu được tái sanh, Chúa đều ban cho họ một số sự hiểu biết nhất định về Chúa, về lời của Chúa cả. But if they reject the deeper revelation, why would He give them more? Nhưng mà nếu như với những cái sự dạy dỗ, sự bày tỏ mang tính khải thị, mang tính sâu sắc hơn mà Chúa ban cho họ mà họ khước từ, họ không có chịu nhận lãnh, thì tại sao Chúa lại phải ban thêm cho họ những sự mặc khải khác nữa? They don't want to hear it, they don't want to see it. Bởi vì những người này họ không muốn nghe, họ không muốn thấy, thì làm sao Chúa cho họ thêm để làm gì? But I want to see it. Nhưng mà tôi muốn thấy rõ lời của Chúa. It's precious to me. Bởi lời của Chúa rất là quý giá đối với tôi. It's
more precious than gold and silver. Lời của Chúa quý giá hơn cả vàng, quý giá hơn cả bạc nữa. His word is life to those who find it and health and medicine to all their flesh. Lời Chúa nói rằng là lời Chúa là sức khỏe, lời Chúa là sự sống cho người nào tìm được nó, là sức khỏe, là thuốc cho toàn thân thể của họ. God's word is alive, it's the living word. Lời Chúa là lời sống lòng, là lời đầy quyền năng, là lời hàng sống của Đức Chúa Trời. His word gives life to your spirit, to your mind and to your body. Lời Chúa đem lại sự sống cho tâm linh chúng ta, cho tâm hồn chúng ta và cả thân thể chúng ta nữa. Gives life to every area. Lời Chúa đem lại sự sống cho toàn bộ mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Do you value and treasure the word of God? Anh chị em có quý trọng, anh chị em có trân quý lời Đức Chúa Trời hay không? I think so or you wouldn't be here. Tôi tin là anh chị em chân quý chân lý lời Đức Chúa Trời, nếu không thì anh chị em không đến đây để tham dự đặc biệt lần này, đúng không nào? 1 John 4:16. Trong Giăng Nhất chương số 4 câu số 16. We have known and believe the love that God has for us. Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. But how is it that we really know he loves us? Nhưng mà làm thế nào chúng ta thật sự biết rằng Chúa Ngài yêu chúng ta? From his word. Từ lời của Ngài cho chúng ta biết điều đó. 1 John 4:9. Ở trong Giăng Nhất chương số 4 câu số 9. In this, the love of God was manifested towards us. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Manifested means revealed, shown, or made known. Chữ bày tỏ đây có nghĩa là gì? Chúa Ngài khải thị, Ngài biểu lộ ra, Ngài hiển lộ ra, Ngài cho chúng ta hiểu được, Ngài cho chúng ta biết được. So in this, the love of God was made known to us. Nên rõ ràng là lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra chúng ta để chúng ta có thể biết được. That God has sent his only begotten son into the world. Là Đức Chúa Trời Ngài đã sai con một của Ngài vào trong thế gian này. That we might live through him. Để rồi nhờ con ấy mà chúng ta nhận lấy sự sống. In this is love. Và tình yêu đó đã qua điều đó cho thấy tình yêu của Ngài. Not that we love God. Và Kinh Thánh nói rằng không phải là chúng ta đã yêu Chúa trước đâu. But that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã yêu chúng ta trước và Ngài đã sai con Ngài đến trần gian này để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Đó là câu số 9. Và trong một phần Kinh Thánh khác thì cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đang khi chúng ta còn là thù nghịch với Ngài. Chúng ta cùng xem đi ở trong Roma chương số 5 và câu số 8. God demonstrates his own love towards us and that while we were still sinners Christ died for us. Roma chương 5 câu số 8 nói rằng là Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. So he didn't love us because of what we were doing for him. Thành ra Chúa Ngài yêu chúng ta không phải dựa trên cơ sở những gì chúng ta đã làm cho Ngài đâu. He loved us in spite of us ignoring him and even being an enemy of him. Chúa Ngài yêu chúng ta dầu cho trước đây chúng ta đã khước từ Chúa và thậm chí chúng ta đã trở thành những sống như kẻ thù của Chúa luôn. So God has demonstrated his love for us beyond question. Nên là Chúa Ngài bày tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta đã vượt hơn tất cả những cái gì mà chúng ta có thể hiểu hết được hay là có thể gọi là thắc mắc, là chúng ta vượt hơn cái trí hiểu của chúng ta. He does not need to do one more thing to prove that he loves you. Thành ra Chúa không cần phải làm thêm bất cứ cái điều gì nữa để chứng tỏ chúng ta thấy được là Ngài yêu chúng ta. Now that's very important because the enemy is the accuser. Nhớ đây là điều rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của kẻ thù của ma quỷ là nó luôn luôn tìm cách để kiện cáo. He will accuse you to God, he will accuse you to me and me to you. Nó sẽ là kẻ kiện cáo anh chị em trước mặt Đức Chúa Trời, nó sẽ kiện cáo anh chị em khi đối với tôi và nó sẽ dùng tôi, nó sẽ kiện cáo tôi trước mặt anh chị em. But most importantly, the devil will accuse God to you. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa đó là chúng ta thấy được rằng là ma quỷ đó nó sẽ là kẻ kiện cáo Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Thì trước mặt chúng ta nó sẽ kiện cáo Đức Chúa Trời. Now Satan is a liar and he's very subtle in doing so. Ma quỷ nhớ là Satan là kẻ dối trá, thành ra nó sẽ làm theo một cái cách rất là gọi là luôn lách theo cái kiểu mà chúng ta kín đáo, chúng ta không có biết hết được cái chiêu trò của nó đâu. He will try to get you thinking, well, God should have done this or why didn't he do that? Ma quỷ nó sẽ tìm cách để kích động chúng ta để chúng ta thắc mắc là ồ đấy ra Chúa phải làm chuyện này chứ, chứ sao cuối cùng Chúa không làm này cho tôi? Why did he let that bad thing happen to you? Tại sao Chúa lại để những điều tồi tệ này xảy ra cho cuộc đời tôi để làm gì? Are you sure he loves you? Hoặc là nó sẽ đưa ra những thắc mắc là mày có chắc là Chúa thương mày không?
See, Satan will get you to thinking that God needs to prove to you that he loves you. À, và Satan nó tìm cách để khiến anh chị em nghĩ rằng là anh chị em phải đòi hỏi Đức Chúa Trời, phải chứng tỏ rằng Ngài yêu anh chị em thì mới được à. And if Satan can get you thinking like that, và nếu Satan nó có thể khiến cho anh chị em nghĩ được kiểu đó đó, then you will soon experience trouble. À, thì anh chị em sẽ thấy rằng là không lâu sau anh chị em sẽ gặp rắc rối lớn. Because you're beginning to doubt the love of God. Bởi vì anh chị em lúc đó bắt đầu nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em. And God is love, so doubting the love of God is doubting God. À, và Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương, mà anh chị em nghi ngờ tình yêu thương có nghĩa là anh chị em nghi ngờ chính Đức Chúa Trời đó. If you get to the place where you're thinking, God, you need to show me something because I'm just not feeling the love. À, nếu anh chị em đứng tí nữa cái chỗ là Chúa ngài phải chứng minh cho con thấy rằng là ngài yêu con đi, chứ con là con không thấy Chúa yêu con rồi đó. You need to show me that you love me. À, Chúa phải cho con thấy rằng Chúa yêu con mới được đó nha. You need to prove to me that you love me. Chúa chứng minh cho con thấy tình yêu của ngài dành cho con đi. Now, if you do that, you will not get a good response from him. Nếu mà anh chị em làm với Chúa kiểu đó, anh chị em sẽ không nhận được cái phản hồi tốt từ Chúa đâu. What more does he need to do for you? Chúa còn cần phải làm cái gì thêm cho anh chị em nữa đấy? There's nothing greater that he can give you than what he's already given. Không có điều gì lớn lao to tát hơn để Chúa làm cho anh chị em hơn là cái điều mà Chúa đã từng làm cho anh chị em. There's nothing more that he can do for you than what he's already done. À, không có điều gì lớn lao to tát hơn mà Chúa cần phải làm cho anh chị em bởi vì có những điều Chúa đã từng làm cho anh chị em rồi. And if we don't value that, then why would he need to do more? Và nếu anh chị em không có quý trọng những điều mà Chúa đã từng làm cho anh chị em thì lý do vì sao Chúa phải tiếp tục làm những điều lớn lao hơn nữa cho anh chị em? Làm cái gì đâu có điều gì lớn lao hơn đâu. Chúa không cần phải làm thêm bất cứ cái điều gì nữa để chứng tỏ cho anh chị em thấy rằng Đức Chúa Trời yêu anh chị em. Because he's already done everything. Bởi vì Ngài đã làm tất cả mọi điều rồi. After he gave you his only begotten son, what more could he do? Sau khi Ngài đã ban cho anh chị em chính con một của Ngài rồi thì còn Ngài còn có thể làm điều gì hơn thế nữa cho chúng ta đấy? Now go with me to Romans chapter 8. Bây giờ chúng ta cùng xem trong Roma chương số 8. Such a powerful chapter. Roma chương 8 là một chương sách rất là đầy quyền năng. Romans 8 and verse 32. Trong Roma chương 8 câu số 32. He who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con đó cho chúng ta sao? Does that not say it all? Kinh Thánh có nói rằng là mọi sự không? See, you tell people that God wants to help them and they look at you and say, really? Khi anh chị em đến với người khác và anh chị em nói với người khác rằng là ồ, Chúa thật sự muốn giúp anh chị đó. Cái họ quay qua họ nói với anh chị em là thiệt không? God would help me pay my bills. Chúa có giúp tôi trả tiền hết tiền hóa đơn của tôi không? Yes. Có chứ. God would help me with my business. Chúa có giúp đỡ công việc làm ăn kinh doanh của tôi không? Yes. Có chứ. God would heal me of this disease. Chúa liệu Ngài có chữa lành tôi khỏi căn bệnh này không? Yes, có, yes. Có chứ. Listen, if God would have withheld and said no, it would not have been healing or prosperity. Thành ra rõ ràng là nếu như Chúa Ngài không tiếc chính con của Ngài thì đối với Chúa, cho dù là chữa lành hay là sự thịnh vượng thì đó không phải là cái vấn đề lớn để Chúa phải cầm giữ lại với anh chị em. It would have been in withholding Jesus right at the beginning. Nếu mà Chúa muốn giữ lại những điều đó thì rõ ràng ngay từ lúc đầu Chúa đã giữ lại chính Chúa Giêsu rồi chứ không có ban Chúa Giêsu cho anh chị em làm gì cả. If God gave you Jesus his best, then what's a healing or a paid bill? Nếu anh chị, Chúa đã ban cho anh chị em chính con của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ là món quà lớn lao vĩ đại nhất của Chúa dành cho anh chị em rồi thì trong con đó bao gồm luôn cả mọi hóa đơn cũng được thanh toán luôn. Romans 8:32, he did not spare his own son. Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 câu 32 nói rằng là Ngài đã không tiếc chính con của mình. He did not say, hey, stop, wait a minute. Chúa ông có nói rằng là ồ, chờ xíu. This is too much. Giá này cao quá con ơi, đắt quá. I love you, but not enough to give you my son. Ta cũng yêu con đó nhưng mà cũng chưa có đến mức là phải cho ban cho con một của ta. Giá này cao quá con ơi. I love you, I even like you, but I cannot spare my son. So the answer is no. Ta cũng yêu con, thậm chí ta cũng thích con luôn đó, nhưng mà chưa đến cái mức là phải ban cho con một của ta, nên câu trả lời của ta ngay bây giờ dành cho con đó là thôi khỏi cho con. Now he loved us so far as we can be loved. Nhớ là đối với Chúa Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta cảm thấy mình được yêu thương. Willing to give us his best. Nên Ngài sẵn sàng ban chúng ta điều tốt nhất từ Ngài. And when he
he gave us Jesus, we've been blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Và khi mà Ngài ban chúng ta chính con một của Ngài thì đồng thời Ngài đã xuống phước chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở cái nơi trên trời. Been given everything that pertains to life and godliness. Và chúng ta đã được Chúa Ngài ban chúng ta tất cả mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính rồi. He gave us Jesus. Nên khi Ngài ban chúng ta chính Chúa Giêsu. He gave us forgiveness and deliverance and healing and provision. Thì Ngài cũng đồng thời ban chúng ta sự tha thứ tội lỗi, sự chữa lành bệnh tật, sự giải cứu và sự chu cấp sự cung ứng cho chúng ta. When he gave you Jesus, he gave you everything. Nên khi mà Đức Chúa Trời ban chúng ta Chúa Giêsu, Ngài ban chúng ta tất cả mọi điều kèm theo Chúa Giêsu. Look at verse 32 again. Bây giờ chúng ta cùng xem câu 32 một lần nữa. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all. Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho. He delivered him, he gave him. Kinh Thánh nói Ngài phó con ấy cho chúng ta. This was not an easy thing for the father to do. Đây không phải là điều dễ dàng gì đối với một người cha sẵn sàng làm đâu, đúng không nào? And this was not easy for Jesus to go through. Và rõ ràng đây cũng không phải là điều dễ dàng gì cho Chúa Giêsu phải trải qua điều này. Remember the night that he was betrayed and arrested? Nhớ cái đêm mà Chúa Giêsu bị phản nộp và bị bắt không? He was in the Garden of Gethsemane praying. Lúc đó Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane và Ngài cầu nguyện. And his sweat became like drops of blood. Kinh Thánh nói là mồ hôi của Chúa đổ ra tuôn ra như những giọt máu lớn rơi xuống đất. Jesus was being tempted to not go through with it. Chúa Giêsu bị cám dỗ để rồi Ngài không phải trải qua cái hay là không thực thi theo cái kế hoạch của Cha dành cho Ngài. But for the joy that was set before him, he went through it. Nhưng Kinh Thánh nói rằng là vì cái sự vui mừng đặt trước mặt Ngài, Ngài đã chịu đựng thập tự giá. What was going on with the Father? Vậy thì cái điều gì xảy ra đối với Đức Chúa Cha lúc đó đấy? He had to put sin and sickness and disease on his own son. Đức Chúa Trời phải chất cái tội lỗi nào, bệnh tật nào, đau yếu là trên chính con của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. It hurt the father to see his son become sin. Và đây là điều làm cho lòng Đức Chúa Cha đầy đau đớn, đầy tổn thương khi thấy chính con của mình đã mang lấy tội lỗi cho cả nhân loại. The sin of all mankind was put on Jesus. Hãy nhớ là tất cả tội lỗi của cả nhân loại được chất ở trên chính Chúa Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời. The one that had never sinned before. Chúa Giêsu Christ là Đấng chưa hề phạm tội trước đây bao giờ. All sickness and disease was put upon Jesus. Tất cả mọi bệnh tật, tất cả mọi đau yếu được chất ở trên Chúa Giêsu Christ. The Father delivered him to us. Đức Chúa Cha đã phó con của Ngài vì cơ chúng ta. The Father had to give him up. Là Đức Chúa Cha đã phó dâng con của Ngài. And in doing so, what was he showing us? Và khi Đức Chúa Cha làm điều đó, Ngài đang muốn bày tỏ chúng ta điều gì đấy? How much he loves us. Ngài cho chúng ta thấy được Ngài yêu chúng ta cỡ nào. How much does he love you? Đức Chúa Cha Ngài yêu anh chị em cỡ nào? See, the Bible says you were not redeemed with corruptible things like silver and gold. Kinh Thánh nói là chúng ta được mua chuộc không phải nhờ bạc hay là vàng hay hư nát. Silver and gold could not buy your freedom. Bạc hay vàng không thể nào mua để đem lại sự tự do cho anh chị em đâu. But you were redeemed with the precious blood of Christ. Nhưng mà anh chị em được mua chuộc nhờ huyết quý báu của Đức Chúa Giêsu Christ. As of a lamb without blemish and without spot. Kinh Thánh nói rằng là huyết của Chúa Giêsu Christ là huyết của chiên con không tì vết trước mặt Đức Chúa Trời. Now the life is in the blood. Và Kinh Thánh cho ta biết rằng là sự sống mới nằm ở trong huyết. The Savior's life was in his blood. Sự sống của Đấng cứu thế là Chúa Jesus Christ đó, nằm ở trong chính huyết của Ngài. He did not have an earthly father. Nhớ là Chúa Jesus Christ thì không có cha về phần xác của Ngài đâu. So the life of God the Father is in the blood of the Lamb. Nên sự sống của Cha Thiên Thượng của Đức Chúa Trời đó nằm ở trong huyết của chiên con hay là huyết của Chúa Jesus Christ là chiên con Đức Chúa Trời. What is more valuable than the life of God? Có điều gì có quý giá hơn trên cõi đời này cho bằng sự sống của Đức Chúa Trời đấy? There is nothing more valuable in all the universe. Không có điều gì là có giá trị hơn trong cả cõi đời này cho bằng sự sống của Đức Chúa Trời cả. And he was willing to pay the highest price that's ever been paid for anything. Nên mà Đức Chúa Trời lại sẵn sàng để trả cái giá đắt nhất là để rồi cần phải chi trả để đem đến sự cứu chuộc chúng ta. The Father was willing to pay the highest price ever. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng chi trả cái giá đắt nhất trên cõi đời này
Chưa ai từng chi trả đến mức độ như vậy. God paid that for you and me. Và Chúa đã sẵn sàng chi trả điều đó cho anh chị em và tôi. So the next time Satan tries to tell you that you're not worth much. À, thành ra lần tiếp theo khi mà Satan đến là tìm cách cám dỗ anh chị em để khiến anh chị em suy nghĩ rằng là mày chẳng có giá trị gì cao cả đâu. You ask him then why did God pay so much for me if I'm worth so little? À, thì anh chị em đặt câu hỏi chất vấn lên nó, tại sao Đức Chúa Trời là phải trả cái giá bằng chính huyết quý giá nó đắt như vậy cho ta mà mày nói ta không có giá gì là sao? God would not pay 500 million dong for a 500 dong item. Chúa lại không sẵn sàng, Chúa không bao giờ trả một cái món đồ trị giá 500, xin lỗi, Ngài không bao giờ trả 500 triệu đồng cho một cái món đồ chỉ trị giá 500 đồng, đúng không nào? God is so much smarter than that. Rõ ràng Chúa này quá thông minh đi, Ngài thừa biết chuyện đó rồi. He would not pay the highest price ever paid for something that was not worth it. Thành ra Chúa không bao giờ trả cái giá mà đắt nhất trong cả cõi vũ trụ này, không ai trả được hết á. Mà Chúa không bao giờ sẵn sàng trả cái giá đắt như vậy chỉ vì một cái thứ nó không có giá trị gì cả. So this should help our self-esteem. Thành ra từ đó cho chúng ta thấy được cái giá trị của chúng ta là cao giá chứ không phải là rẻ rúng đâu. How much are you worth? Anh chị em có giá đến mức độ nào? Well, what something is worth is the price that is paid. Cái giá của mình được định á, tùy theo là cái mức mà người xác sẵn sàng để chi trả. And what was the price paid for you and me? Vậy cái giá mà sẵn sàng chi trả cho anh chị em là cái gì? The highest price imaginable. Đó là cái giá cao nhất mà tự một mình một người bình thường không thể hình dung ra hết nổi. The life of God was paid for you. Đó chính là sự sống của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng tuôn đổ ra để trả giá cho anh chị em. So say this out loud. Nên anh chị em hãy nói điều này lớn tiếng lên. I am loved by God. Tôi được Đức Chúa Trời yêu thương. I am precious to him. Tôi quý giá trước mặt Chúa. See, the challenge for God is to get people to believe that. Thành ra cái vấn đề đáng đối với Chúa gặp thách thức trong cái việc đó là làm sao người ta chịu tin cái điều mà Chúa đang muốn bày tỏ đây. That's his challenge. Đó là cái điều mà Chúa gặp thách thức đó là vì không phải ai cũng tin điều này. Look at verse 32 again. Vậy chúng ta xem câu số 32 một lần nữa đi. He who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kinh Thánh nói Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? After giving you Jesus, is healing really so hard? Sau khi đã ban Chúa Jesus Christ cho chúng ta rồi thì liệu cái sự Chúa ban cho chúng ta sự chữa lành có phải là quá quá lớn không? After giving you Jesus as food and clothes so hard? Sau khi đã ban cho Chúa Giêsu cho anh chị em rồi thì liệu Chúa ban cho anh chị em thức ăn rồi quần áo để mặc có phải là quá đắt giá hoặc là quá tốn kém không? It's easy. Không, nó quá dễ với Chúa thôi. If he was ever going to withhold anything, it would have been right at the beginning with his only begotten son. Nếu mà Chúa muốn cầm giữ lại, Chúa không muốn cho anh chị em thì ngay từ lúc đầu Đức Chúa Trời đã không ban cho anh chị em Đức Chúa Jesus Christ là con một của Ngài rồi. But when he freely gave us Jesus. Nhưng mà khi Ngài đã sẵn sàng ban cho chúng ta Đức Chúa Jesus Christ một cách nhân không. We then can know that there's nothing good he will not also freely give us. Thì bởi đó chúng ta nhận biết rằng là không có bất cứ điều gì mà Chúa cầm giữ lại đến nỗi Ngài không ban chúng ta cách nhưng không đâu. By the act of giving us Jesus, he demonstrated how much he loved you. Thành ra qua cái hành động Đức Chúa Trời đã phó dâng chính con Ngài là Chúa Jesus Christ cho chúng ta, thể hiện chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến mức nào. See, God didn't just say it, oh I love you. Nên Chúa không chỉ ở trên thiên đàng này phán chúng ta là oh ta yêu con lắm á, ta yêu con lắm á nha, ta yêu con. No, he showed you. Không, Ngài bày tỏ, Ngài thể hiện ra tình yêu đó. He proved it to the whole world. Ngài chứng tỏ cho cả thế giới này thấy Ngài yêu anh chị đến mức độ nào. He proved it to everyone who would ever live. Ngài chứng tỏ tất cả mọi người sống từng sống trên cõi đời này biết được là Ngài yêu chúng ta như thế nào. He proved it in front of angels and demons for all time. Ngài chứng tỏ điều đó trên tất cả các thiên binh thiên sứ của Ngài, tất cả những cái kẻ cầm quyền, Ngài chứng tỏ cho thấy được là Ngài yêu chúng ta như thế nào. If he shouted, I love these people so much. Và như thế là Chúa Trời đã muốn la toán lên là ta yêu những con người rất là nhiều. Do anything. Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. To pay anything to save them. À, sẵn sàng trả mọi cái giá cần phải trả để giải cứu những người này. And he did it. Và Chúa đã làm điều đó. Do you believe it? Anh chị tin không? Then we need to settle it in our heart once and for all. Thành ra chúng ta đã tin rồi, chúng ta phải xác định trong lòng của mình một lần đủ cả.
That God does not need to do one more thing to prove that he loves me. Chúa không cần phải làm thêm bất cứ điều gì nữa cả để chứng tỏ rằng Ngài yêu tôi. He loves you so much. Vì Ngài yêu tôi quá nhiều đi. Amen. Amen. Father, we thank you for your word. Thưa Cha, con cảm ơn Chúa rất nhiều vì có lời của Ngài. Thank you, Lord. It is quick. It is powerful. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa là lời sống động, lời của Chúa là lời đầy quyền năng. It is sharper than any two-edged sword. Và lời của Chúa sắc hơn tất cả mọi gươm hai lưỡi. It's capable of dividing between the joints and the marrow. Và lời của Chúa có khả năng để phân rẽ ra hồn linh cốt tủy. Capable of dividing between the spirit and soul of. Có khả năng để phân rẽ ra, để tách biệt rạch ròi ra những điều thuộc về hồn với linh cốt với tủy. Father, I ask that you help us remember it. Và lạy Chúa, con cầu nguyện để Ngài giúp đỡ cho con ghi nhớ điều này. Help us put the right value on your word. Và để chúng con thật sự đặt vị trí lời của Chúa, đúng cái giá trị của lời Chúa trong cuộc đời chúng ta còn. Remind us that we need to do something with it. Và có cầu nguyện để Chúa nhắc chúng con nhớ rằng chúng con cần phải áp dụng lời Chúa vào trong đời sống chúng con nữa. In Jesus name. Và chúng con cầu nguyện điều này nhờ danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Yeah. Take a break. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút. Chúng ta sẽ quay trở lại lúc 2:28. Hẹn gặp lại tất cả quý ông bà anh chị em lúc 2:28. Shalom tất cả quý ông bà anh chị em nhóm lại qua Zoom, qua Facebook. Chúa ban phước cho quý vị và chúng ta gặp lại sau 10 phút. Shalom.